Chào mừng bạn quay trở lại với kênh của Mẹ Bảo Hân. Và hôm nay thì Mẹ Bảo Hân sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẫu hoa trang trí biết. Thì cái mẫu hoa này là một trong những cái mẫu hoa mà các bạn có thể sử dụng để dùng trong các cái tiệc, đặc biệt là tiệc cỗ cưới hỏi. Chúng ta làm rất là nhanh và cũng không tốn nguyên liệu, cùng với nó là trang trí rất là tiện. Mẹ Bảo Hân thì đã gặp và chia sẻ với rất nhiều bạn cũng có biết về mẫu này, nhưng các bạn làm rất là lâu. Và khi các bạn làm thì các bạn không chia khối, dẫn đến là rất là lâu. Thì đây hôm nay Mẹ Vân sẽ chia sẻ với bạn, các bạn cần một cái rốt như thế này, một cái đĩa và một ít hoa, một ít lá. Thì hôm nay Mẹ Vân sử dụng là lá cây cải xoăn. Thì lát nữa Mẹ Vân sẽ trang trí cho các bạn xem. Và một cái đĩa tròn hoặc là đĩa bầu dục tùy các bạn. Thì với cái mẫu hoa này các bạn chia khối cho Mẹ Vân nhé. Đây, ở đây thì Mẹ Vân sẽ dùng một cái để các bạn, Mẹ Vân chia cắn cho các bạn dễ nhìn. Hôm nay thì cái củ cà rốt này nó hơi héo. Các bạn làm củ cà rốt tươi thì nó sẽ đẹp hơn. Hôm nay thì đang nhân thiện trong nhà con củ cà rốt thì Mẹ Vân làm luôn, chia sẻ. Cho nên là củ này nó hơi héo. Đây, chúng ta chia làm sao được thành 5 cánh như này nhé. Cái này Mẹ Vân sẽ phải chụp lại. Đó, các bạn chia thành 5. Sau đó chúng ta dùng cái lạo, các bạn nhìn rõ chưa? Chia thành 5 như thế này. Bạn nào mà quay về thì chẳng cần, nhưng mà hướng dẫn thì Mẹ Vân sẽ vẫn hướng dẫn các bạn để cho nó rõ. Sau đó chúng ta lạo này. Tạo khối chứ. Ở miền Nam thì gọi cái hoa này là hoa chuốt. Miền Bắc mình thì Mẹ Vân không rõ là các bạn gọi là cái hoa gì. Nhưng mà đây là một trong những cái mẫu mà các bạn sẽ rất hay dùng khi mà trang trí trong cái đám cưới, đám hỏi, thậm chí là cỗ trong gia đình. Thì mình dùng nó thì rất là nhanh, rất là tiện. Các bạn có thể làm với số lượng lớn để chúng ta đưa vào trang trí đĩa. Chúng ta tạo khối cho nó đẹp thì đều, thì lát nữa chúng ta chỉ nó sẽ đều. Đó, nó được một cái khối như thế này. Các cái góc cạnh gọn này đủ 5 cánh nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn thích 4 cánh thì để 4 cánh. Đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng cái con dao này để chúng ta lấy cái bông hoa ra. Các bạn đi cái phần này trước này. Cái màu nó hơi khó nhìn nhá. 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh. Các bạn đi mà cái củ cà rốt nó không bị héo ấy thì nó sẽ đẹp hơn nhá. Hôm nay cái củ này nó hơi héo so với mọi người. Đấy, rồi chúng ta lấy bông hoa ra thôi. Một cánh hoa này. Lát nữa thì Mẹ Vân ngâm nó vào nước thì nó sẽ khác là nó vững lại. Thì chưa ngâm. Và các bạn lưu ý là với cà rốt thì các bạn không ngâm vào nước muối nhé. Nước muối là nó mềm hết rồi. Cái này thì bạn nào cũng có thể làm được đấy. Đấy, đây là chúng ta được một cái bông hoa như thế này. Đây, để cho các bạn nhìn. Chúng ta làm nhiều bông và chúng ta xếp nó vào nhau thì chúng ta có thể là đây, phải Vân sẽ cho luôn vào cái đĩa này. Với cái hoa này thì các bạn có thể sử dụng là cải xoăn này. Cải xoăn thì mùa cải xoăn mới có, còn nếu không thì các bạn sử dụng đinh lăng. Các bạn để vào sẽ rất là đẹp. Hôm nay thì nhà Vân có cải xoăn, mình đang dùng cải xoăn. Tiếp bông tiếp theo đi. Và các bạn lưu ý là các bạn ngâm vào nước nhé, thì nó sẽ cứng. Đó phải là một củ cà rốt chúng ta có thể làm ra được rất nhiều bông hoa đúng không ạ? Hai bông này. Thường thì trang trí người ta sẽ trang trí khoảng 3 bông hoặc 5 bông tùy. Còn do cái đĩa của chúng ta, nếu ví dụ như là cái đĩa nó to thì chúng ta trang trí nó nhiều bông hơn thì nhìn nó đẹp hơn. Nhưng Mẹ Vân lưu ý rồi các bạn, bạn nào mà tỉa thì mình cứ cuộn nó tươi một tí. Đây Mẹ Vân cuộn nó không tươi lắm. Đó, vậy là chúng ta có được 3 bông hoa trên cái đĩa này rồi. Và sau đó thì chúng ta có thể xếp thịt gà này, đúng không ạ? Với mẫu này thì chúng ta xếp thịt gà hoặc là nem đều đẹp. Ở đây thì thấy là nó không được bông nó bé quá, mình sẽ tiện đây nhé. Các bạn là tỉa đám cưới các bạn chỉ cần thế này thôi. Chúng ta đã được hoa đám cưới rất là đẹp rồi. Đó. 3 bông hoặc 5 bông. Và cũng có rất nhiều cách khác nhau khi chúng ta làm, thì chúng ta có thể là tạo cái phần này nó đi sâu hơn một chút. Ví dụ các bạn dùng cái tay của Vân vuốt nó lại một chút để chia sẻ với các bạn nhé. Chúng ta tạo rõ lên cánh này. Rồi. Bây giờ mình làm một bông này. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn rõ nhé. Cái phần này là cái phần chúng ta cắt đến đây đúng không ạ? Các bạn phải đi lên cao một chút thì chúng ta mới có cái phần nhọn của cái cánh hoa. Nhiều bạn làm đến lấy luôn từ đây này, cho nên bông hoa rất là tù. Đó. Bạn thấy cái phần nhọn của nó chưa? Đấy, cái bông này nó mềm quá là bởi vì Mẹ Vân dùng nó là cái củ cà rốt nó héo mấy ngày rồi. Các bạn nên dùng những củ cà rốt này. Đó. Một, hai, ba, bốn, năm này. Mẫu hoa này thì chắc là các bạn đến các nhà hàng, khách sạn hoặc là những các tiệm bông cũ các bạn sẽ nhìn thấy không lạ nữa đúng không? Siêu dễ, ai cũng có thể làm được và làm với số lượng lớn luôn. Đó, các bạn được 5 bông, thậm chí là 6 bông nếu mà mình có điều kiện, mình cứ làm thêm 6 bông. Ở đây thì Mẹ Vân sẽ chia sẻ thêm với các bạn một cái. Đấy các bạn, ở đây thì chúng ta chỉ có cái cánh hoa đơn giản như thế này đúng không nào? Đó thì Mẹ Vân sẽ chia sẻ thêm một cái cách, nhiều cái cách ấy, thì chúng ta tạo được cũng từ cái hoa này. Thì Mẹ Vân sẽ chia sẻ thành nhiều cái cách khác nữa. Đây sẽ chỉ là một cách thôi và các bạn sẽ sử dụng nhiều cách khác. Thì chúng ta tạm thời một cái bông như này trước nhé. Thì chia sẻ với các bạn, chúng ta sẽ cho 3 bông hoặc là 5 bông. Mẹ đây con. Sao học lâu thế hả con? Mẹ không? Mẹ yêu con. Yêu con. Thì mẹ đón nha. Rồi, yêu con. Mẹ yêu con, đây con. Ngoài cái cách này ra thì các bạn còn có thể là các bạn dùng đến nhiều cái cách khác. Vẫn là cái này, các bạn làm nó đi. Vẫn là cái tạo khối đấy, chúng ta tỉa thành nhiều cái mẫu hoa, nhiều cách khác nhau nữa. Quan trọng là các bạn tạo khối thôi. Chúng ta vẫn là lấy cánh như thế. Một này, hai, ba này, bốn, năm. Nhưng mà chúng ta để có những các cái đường diềm ra chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng cái con dao này các bạn đi thành những cái đường nhỏ này, hoặc là không các bạn có cái phần dụng cụ này thì các bạn đi rất là nhanh. Mẹ Loan thì dùng cái này đi nhanh lắm. Đây, để chúng ta tạo cái độ tự nhiên cho cái bông hoa. Đây là những cái mẫu hoa mà các bạn có thể làm nhanh, đi nhanh, phục vụ cho đám cưới, đám dỗ. Đó. Để tỉ mỉ một chút thì đến các cái phần tua rua này các bạn có thể tận dụng để trang trí luôn, nó rất là đẹp cho cái đĩa củ quả của mình. Chúng ta sẽ tỉa tương tự như thế nhé. Mẹ Vân sẽ tỉa cho các bạn nhìn thấy một cái bông hoa nó khác đi này. Đó, cái cánh nó khác đi một chút. Vậy là chúng ta ra một bông hoa kiểu cách nó khác đi một chút xíu, đúng không ạ? Các bạn muốn nhiều cái phần gân gân này thì các bạn đi thêm nhiều gân, đi thêm nhiều cái đường này nó ra này. Đó, một bông này Mẹ Vân sẽ tạo thêm đường gân nhé, để các bạn thấy là nó hoàn toàn có thể thêm. Chúng ta vẫn đi như thế để chúng ta ra được bông hoa thôi. Thì cái bông hoa của các bạn nhìn cánh nó sẽ bay hơn một tí. Rất đơn giản đúng không ạ? Quan trọng là các bạn tạo nó cái khối thôi. Sau đó thì các bạn tỉa. Cái này mà tỉa đến 5, 6, 7 mm cỗ thì cũng là bình thường, chỉ mất khoảng tầm 2 cân cà rốt là các bạn có thể bày được đến 5, 6 mm cũ rồi. Đây, 2 mẫu này. Sẽ làm một bông nữa để cho nó ngoài ra thì các bạn tùy sức sáng tạo, các bạn có thể là ngồi tỉ mẩn tỉa thêm từng bông một ra cũng được. Mẹ Bảo Hân thì nếu mà có thời gian là Mẹ Bảo Hân còn ngồi tỉ mỉ từng xíu một bông này, cho thêm một chút cái sự tỉ mỉ ra. Đó thì Mẹ Vân sẽ chia sẻ luôn ở đây, ở cái video này luôn cho các bạn. Đó, thêm một bông nữa này, một cái vẫy một chút. Đó, những bông này nhá, Mẹ Vân sẽ chia sẻ với các bạn thêm này. Con sao nó cùng mất. Chúng ta tạo cái lớp cánh nó đẹp thì cái bông hoa của chúng ta sẽ đẹp. Đây, bông này chúng ta sẽ được một bông to nhé. Khi mà các bạn thả vào nước thì nó sẽ cứng lên, và các bạn lưu ý là nước lạnh nhé. Và ví dụ như là chúng ta mà làm cỗ thì chúng ta cứ làm, chúng ta xếp lớp lại với nhau, chúng ta ngâm vào nước lạnh và để vào ngăn mát, rồi hôm sau chúng ta bày. Là các bạn thoải mái luôn. Thỉnh thoảng thì Mẹ Bảo Hân có hỗ trợ một vài bạn này, có cỗ xa chẳng hạn, Mẹ Bảo Hân có tiểu hộp, phải ngồi hẳn lại để chia sẻ. Đấy, tương tự như vậy thì các bạn có thể tỉa thêm ở đây cái phần này. Đó, khi nó ngâm vào nước thì nó sẽ bay cái phần này lên, để cho các bạn thấy là cái bông hoa của chúng ta nó sẽ có cái độ tự nhiên hơn. Thấy không? Được thêm một bông hoa nữa. Đây, Mẹ Vân sẽ làm một bông này nữa nhé. Cái lá, cái cánh của nó hơi tù thì chúng ta sẽ phải xử lý lại. các bạn làm với số lượng lớn thì nhiều khi nó không thể nào mà nó lát từng bông được đâu. Chúng ta làm để cỗ thì chúng ta chỉ cần đi nhanh đi đều, sau đó chúng ta tỉa thêm cái gì thì tỉa những cái cỗ cơ bản thì chỉ như thế này thôi. Ra một bông nữa. Đến đây rồi chúng ta tỉa thêm. Đấy là có thời gian thì tỉa thêm thôi nhé. Còn bạn nào mà làm cỗ thì không có thời gian để tỉa thêm như thế này đâu. Sáng tạo vô biên luôn. Các bạn thích sáng tạo thành kiểu gì cũng được. Đó. Thấy chưa? Có những bông hoa đẹp không? Đơn giản, dễ làm. Và sau đây thì mẹ Vân sẽ chỉnh lên đây cho các bạn xem nhé. Đây. Cái cách xếp thì chắc không cần phải nói nhiều nữa rồi đúng không? Nhiều bạn đã biết rồi. Mẹ Vân sẽ chỉ chia sẻ các bạn. Đó. Rồi, cảm ơn bạn đã nghe những cái chia sẻ của mẹ Bảo Hân về những cái mẫu hoa cực kỳ đơn giản này nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những cái video tiếp theo.